những tử huyệt của Tổng Bí thư Tô Lâm là gì? Kể từ ngày 3 tháng 8 sau khi nắm giữ vị trí người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, Tổng Bí thư Tô Lâm cam kết sẽ tiến hành cải cách thể chế để đưa đất nước vào kỷ nguyên mới. Tuy nhiên, gần đây, ông Tô Lâm đã đột ngột xoay chuyển sang chủ trương tinh gọn bộ máy và coi đó là một trong những mục tiêu trọng tâm. Đồng thời tuyên bố tiến hành cải cách thể chế để tiến vào kỷ nguyên mới đã không thấy Tổng Bí thư Tô Lâm nhắc đến nữa. Có ý kiến cho rằng ông Tô Lâm đã không nhận được sự ủng hộ của đa số lãnh đạo cấp cao trong đảng, kể cả việc sắp xếp tinh gọn bộ máy, một chủ trương ích nước lợi dân của Tô Lâm cũng rất khó có thể thành công cho được. Cũng theo ý kiến trên, đa số lãnh đạo cấp cao Việt Nam có đồng quan điểm rằng Đại tướng Tô Lâm không đủ tư cách đạo đức và phẩm chất để giữ trọng trách Tổng Bí thư. Việc Tổng Bí thư Tô Lâm đạt số phiếu tín nhiệm thấp loại cao nhất trong phiên bỏ phiếu tín nhiệm với 6 ủy viên Bộ Chính trị do Quốc hội phê chuẩn vào tháng 10 năm 2023 đã chứng minh điều đó. Kể từ cuối năm 2023, khi ông Tô Lâm bắt đầu tiếm quyền trong đảng, cho đến khi trở thành Tổng Bí thư, để củng cố quyền lực, ông Tô Lâm đã không ngần ngại trà đạp lên những nguyên tắc về quy định trong điều lệ của đảng. Việc ông Tô Lâm liên tiếp bổ nhiệm các đồng hương Hưng Yên của ông, cũng như những nhân sự thân quen và các vị trí quan trọng trong bộ máy của đảng và chính quyền đã cho thấy, ông đang giáo diết mở rộng và xây dựng một mạng lưới quyền lực dựa trên quan hệ cá nhân và gia đình. Việc đưa Lương Tam Quang lên chức Bộ trưởng Bộ Công an, sau đó nhanh chóng đưa vào Bộ Chính trị, cũng như phong quân hàm đại tướng chức niên hạn cho ông này, hay việc bổ nhiệm Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ông Nguyễn Duy Ngọc vào Ban Bí thư khi chưa là Ủy viên Bộ Chính trị cũng là một ví dụ. Đây là lý do đa số các lãnh đạo cấp cao của Đảng Cộng sản Việt Nam đã tỏ ra hết sức bất bình, đồng thời cũng là một trong những lý do tại Hội nghị Trung ương bất thường vào ngày 25 tháng 11 diễn ra vừa qua, theo thông tin rò rỉ từ nội bộ, Tổng Bí thư Tô Lâm đã đưa ra một danh sách bầu cử bổ sung các ghế Ủy viên Bộ Chính trị còn bỏ trống nhưng không được Trung ương chấp nhận. Mới nhất, theo nguồn tin đồn đoán, ông Tô Lâm vẫn cố đấm ăn xôi, tiếp tục chuẩn bị kế hoạch để đưa Chánh Văn phòng Trung ương Đảng ông Nguyễn Duy Ngọc về làm Bí thư Thành ủy Hà Nội để tìm cách chui vào Bộ Chính trị khi chưa đủ điều kiện. Có nhận định cho rằng giữa cảnh vô thiên vô pháp của Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh kéo dài trong thời gian vừa qua, phe tướng lĩnh quân đội đã bỏ qua các mâu thuẫn tồn tại với lâu nay để thắt chặt sự đoàn kết trong Bộ Quốc phòng. Với đặc thù bất khả xâm phạm của Bộ Quốc phòng, quân đội có ưu thế được có hệ thống tư pháp riêng, đặc biệt với hệ thống tình báo của Tổng cục 2 là Tổng cục Tình báo Quân đội. Đó là lý do được cho là Tổng Bí thư Tô Lâm với vai trò là Bí thư Quân ủy Trung ương, nhưng mãi cho đến nay vẫn chưa thực sự kiểm soát được phe quân đội. Điều quan trọng hơn, Chủ tịch nước Lương Cường với sự ủng hộ triệt để từ Bắc Kinh đang được trở thành chỗ dựa cho phe phái chống Tô Lâm trong đảng. Chỉ trong một thời gian rất ngắn, phe quân đội đã nhanh chóng nổi lên và trở thành một thế lực đối trọng với phe Hưng Yên của ông Tô Lâm. Đó cũng là lý do được cho là công cuộc cải cách thể chế của ông Tô Lâm đã nhanh chóng phải khép lại. Đồng thời, Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh từ nay đến Đại hội Đảng lần thứ 14 cũng phải hết sức cẩn trọng. Quý vị và các bạn theo dõi bản tin, những tử huyệt của Tổng Bí thư Tô Lâm là gì? Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de. Vì sao việc tinh gọn bộ máy sẽ làm cho thế lực chống Tô Lâm càng đông đảo hơn? Việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị Việt Nam đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt từ dư luận. Trên mạng xã hội đã xuất hiện nhiều ý kiến và đánh giá khác nhau về chủ trương này. Vào ngày 1 tháng 12, Tổng Bí thư Tô Lâm đã khẳng định một loạt các cơ quan của Đảng sẽ được sáp nhập với các cơ quan khác hay các cơ quan của Chính phủ. Được biết hiện nay, bộ máy của Chính phủ đang tồn tại tới 18 bộ, 4 cơ quan ngang bộ và 8 cơ quan trực thuộc. Nếu chủ trương tinh giảm được thực hiện theo đúng kế hoạch, thì cắt giảm được 5 bộ và 2 cơ quan trong số này. Ông Tô Lâm nhấn mạnh sẽ tạm dừng bổ nhiệm chức vụ cao hơn với các chức vụ đơn vị sắp xếp tinh gọn cũng như dừng tuyển công chức từ ngày 1 tháng 12 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp bộ máy
trừ những trường hợp ngoại lệ thật sự cần thiết. Ông Tô Lâm cũng đưa ra yêu cầu hoàn thành trong quý 1 của năm 2025 việc này. Cũng phải xin nhắc lại, vào năm 2013, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khi đó đã cho tái lập nhiều ban của Đảng với mục đích thâu tóm quyền lực vào hệ thống của Đảng. Điều này được đánh giá là một bước lùi về mặt chính trị. Cho đến nay, mặc dù mới nhậm chức Tổng Bí thư, ông Tô Lâm đang có các động thái sắp xếp xóa bỏ các di sản của ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người tiền nhiệm. Tổng Bí thư Tô Lâm cũng thừa nhận rằng quá trình này sẽ gặp khó khăn, đụng chạm đến lợi ích của một số cá nhân và tổ chức là điều khó có thể tránh khỏi, nhưng vẫn phải tiến hành để đảm bảo hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nước. Công luận là câu hỏi chuyện sáp nhập, tinh gọn bộ máy nhà nước và hệ thống công quyền của Tổng Bí thư Tô Lâm nghe thì rất hay, nhưng liệu có thể thành công hay không là điều vẫn chưa có câu trả lời. Một số ý kiến cho rằng việc sáp nhập có thể dẫn đến tình trạng quá tải công việc cho cán bộ nhà nước, cũng như việc gộp nhiều đơn vị hành chính sẽ ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ công, sẽ khiến cho người dân gặp khó hơn trong việc tiếp cận các dịch vụ hành chính. Bên cạnh đó, một số đông cũng nghi ngờ về động cơ thực sự của ông Tô Lâm trong việc sáp nhập. Dư luận cho rằng đây có thể là biện pháp mượn gió bẻ măng nhằm loại bỏ các cá nhân vốn là đối thủ chính trị của Tổng Bí thư Tô Lâm và phe cánh Hưng Yên của ông. Theo giới chuyên gia, việc sáp nhập và tinh gọn bộ máy thường dẫn đến tình trạng dôi dư nhân lực. Điều đó sẽ gây lo ngại cho đến tương lai của những người làm trong bộ máy công bị dôi ra, kể cả các chức vụ lãnh đạo cấp cao. Giới phân tích đã đưa ra nhận xét rằng nguyên tắc hoạt động của chế độ cộng sản là quản lý càng nhiều càng tốt, bộ máy càng phình to thì càng tốt. Vì bộ máy to thì cơ hội ban phát bổng lộc xã hội càng nhiều, tức là nhân dân ăn lộc triều đình càng nhiều thì chế độ sẽ bền vững hơn nữa. Bộ máy hành chính cồng kềnh đã luôn tồn tại và được vận hành song song với nhà nước toàn trị, được duy trì như một vành đai để bảo vệ chế độ, đã khiến cho tham vọng tinh giản của Tổng Bí thư Tô Lâm đã gặp khó khăn, nay càng trở nên khó khăn hơn. Nhất là khi động chạm đến quyền lợi cá nhân của hơn 2 triệu nhân sự trong bộ máy công quyền hiện nay. Hơn nữa, các vị trí béo bở hái ra tiền trong bộ máy của Đảng, nhà nước, phần lớn là các nhân sự con ông cháu cha, sẽ là các pháo đài bất khả xâm phạm. Các lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam từ Trung ương đến địa phương chắc chắn sẽ không ủng hộ chủ trương tinh gọn của ông Tổng Bí thư Tô Lâm. Và đây thực sự là một khó khăn đang đặt ra. Cũng xin đừng quên rằng bộ máy chính quyền càng nhỏ thì nguy cơ phản động chống Đảng sẽ càng lớn hơn. Quý vị các bạn vừa theo dõi bản tin vì sao việc tinh gọn bộ máy sẽ làm cho thế lực chống Tô Lâm ngày một đông đảo hơn. Quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de để luôn được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo.de.